作跳舞，前伏血路谁知道？忠义盖于战袍，从来目光剑锋冷酷。热血丹心，岂怕绝路？谁辨正邪难知道？心内百般煎熬，从来亦有藏着笑刀。怀内志气浓，伏于战斗不会停步。清令我脚步，剑断情在自若天高。作笑傲，前伏血路谁知道？忠义盖于战袍，从来目光剑锋冷酷。热血丹心，岂怕绝路？谁辨正邪难知道？心内百般煎熬，从来亦有藏着笑刀。你铁路藤剑sao người rút ra được thiên long thần kiếm vậy? Đúng vậy. Lúc trước vì ta không muốn làm ông chủ, cho nên lâu nay ta vẫn che giấu sự thật này. Nhưng mà hôm nay vì ta phải giết tên gian thật người, bắt buộc phải rút ra thiên long thần kiếm này. Thì ra Thiên Long Thần Kiếm chẳng qua là như vậy thôi. Tất cả cái này, Dung Tử Giang nó nổi điên nổi khùng, rút thử thần kiếm của Bổn Bảo, hơn nữa còn định hành thích Bổn Bảo chủ. Các vị nhốt nó vào mặt thất. Dạ. Dạ. Nhân tay, Dung Tử Giang, lần trước để cho ngươi tẩu thoát, nhưng mà không ngờ bây giờ ngươi tự sa vào lưới. Nhưng mà ta thấy lần này ngươi có cánh cũng bay không khỏi đâu. Tiếc rằng Thiên Long Thần Kiếm đã mất hết quyền lực. Nếu không, ta đã giết chết tên cổ đặc người trả thù cho cha của ta rồi. Nhưng mà tiếc thật, Thiên Long Thần Kiếm đã không còn quy lực nữa. Chờ ta tập được lớp thứ 10 của Xích Luyện Ma Trảo, ta sẽ là vô địch thiên hạ. Tới lúc đó, Bảo chủ sẽ hiệu lệnh thiên hạ, xưng bá võ lâm. Tất nhiên rồi, tới lúc đó thôn ta sẽ sống, người ta sẽ chết. Người tội ác tại trời, sống bằng gì vậy? Ông trả báo người thôi. Chết tới nơi rồi mà còn cứng miệng. Đáng lẽ ta định chém người chết, cho người chết thoải mái một chút, nhưng mà bây giờ ta đổi ý rồi. Bắt đầu. Dạ. Coi chừng nó đại hoạt. Giờ ngọ ngày mai giải nó ra đình lâu, ta sẽ chém đầu của nó. Tại sao Thiên Long Thần Kiếm trong tay của lão bảo chủ thì uy lực vô cùng, sao bây giờ đột nhiên lại mất hết uy lực vậy? Nhưng mà vậy cũng tốt, Thiên Long Thần Kiếm mất hết quyền lực, Xích Luyện Ma Trảo của ta từ nay sẽ không còn ai kèm chế được. Thanh Long. Tiểu Thanh, em kiếm anh có chuyện à? Anh muốn làm gì anh chàng của tôi hả? Thì ra em không phải tới kiếm anh, chỉ muốn thấy mặt anh chàng của em thôi. Được rồi,
Giờ ngọ hôm nay em sẽ thấy được nó. Thiệt hả? Giờ ngọ hôm nay nó sẽ giải lên đỉnh lầu, công khai sự chém nó. Tiểu Thành, anh thật là không hiểu, anh có điểm gì thua cho Dung Thị Dân chứ? Tại sao anh phải quan tâm nó, bên trên nó chứ? Tại vì anh là người tốt, không phải máu lạnh như anh. Anh thấy hôm nay em tới kiếm anh chắc là có chuyện gì quan trọng lắm. Tôi muốn anh thả anh Dân của tôi. Cô tưởng tôi chịu có sao? Điều kiện gì anh mới chưa thả anh ra? Tốt lắm, hy sinh cứu người mình yêu, tôi thả nó. Anh thiệt chịu hứa? Đúng vậy. Nhưng mà anh muốn làm cái gì? Cô phải hứa thành hôn với tôi. Cô cười cái gì? Không ngờ anh Thanh Long với sư phụ đoạt gì cũng thừa lúc nguy của người khác. Đúng vậy, Thanh Long này xử sự vì đạt được mục đích bất chấp mọi thủ đoạn. Cô chịu hứa hay không? Nếu cô chịu, tôi sẽ thả nó. Tôi chịu tới đây, tất nhiên không phản đối. Được rồi, không ngờ cô đối với Dung Tử Dân si tình như vậy. Chuyện này mắc mớ gì tới anh chứ? Cô si tình với nó như vậy, sau này nó trở về kiếm cô, tất nhiên cô sẽ trốn theo nó. Thanh Long, vậy làm sao anh mới chịu tha cho anh chứ? Tôi muốn cô làm sao cho Tử Dân vĩnh viễn không trở về đây nữa. Bảo chủ, chuyện chúng tôi gấp vào như vậy, có chuyện gì dặn dò? Ta muốn các ngươi lập tức chuẩn bị qua chút đồ cưới và áo cưới nữa. Bảo chủ muốn cưới vợ à? Đúng vậy, đêm nay ta và Tiểu Thanh sẽ thành hôn với nhau. Chúc mừng bảo chủ. Còn một việc nữa, thả Dung Tử Dân đi. Thả nó? Tại sao thả nó vậy? Đúng đó, thả cột về rừng hậu quả vô cùng. Xin bảo chủ hãy suy nghĩ kỹ càng. Chuyện này tất nhiên ta cũng biết vậy. Bảo chủ, Tử Dân, sắp tới giờ ngọ rồi, anh muốn biết về nỗi lòng của em bây giờ. Em thấy sợ lắm phải không? Người muốn chém muốn giết tùy ý. Dùng Tử Dân này không phải là thứ người ham sinh quý tử đâu. Tốt. Nói đất hài, bắt đầu. Dạ. Dạ. Dạ đứng đó ngồi. Dạ. Bảo chủ, khoan đã, thả đi. Dạ, dạ bảo chủ. Bộ hôm nay ngươi phải xử tử ta sao? Hôm nay ta rất là vui, không muốn giết người đâu, có được không ạ? Tuy rằng hôm nay ngươi không giết ta, nhưng mà mối thù giết cha ta nhất định phải trả. Tốt nhất trước khi ta nổi giận là ngươi rời khỏi Đào Nguyên Bảo, đi càng xa càng tốt. Nương tử. Tiểu Thanh, tại sao em ăn mặc như vậy? Hôm nay tôi thành hôn, tất nhiên là phải ăn mặc như vậy đó. Thành hôn? Em thành hôn với ai vậy? Với ta. Tiểu Thanh, có phải thiệt không? Đúng vậy. Vậy anh và em, chúng ta không còn ân nghĩa gì nữa, từ nay đường ai nấy đi, không có quan hệ gì hết. Đường ai nấy đi, không có quan hệ gì hết. Anh không hiểu. Đơn giản lắm, anh bị anh Thanh Long đánh bại, bị anh bắt nhốt. Nếu tôi đi theo anh, tôi làm sao hưởng phước chứ? Thanh Long thì khác, có danh có lợi. Anh nói coi, tôi nên theo ai tốt hơn? Thì ra cô là người đàn bà ham danh lợi và đảo lộn phải trái chắn đây. Tôi thích lấy ai là chuyện của tôi, mắc mớ gì anh chứ? Được rồi, Dung Tử Dân này coi như có mắt không trồng, đã quen làm cô. Hôm nay chúng ta đổ thực tình nghĩa. Tướng công à, thiếu không muốn thấy mặt người này nữa, kêu hắn đi chỗ khác đi. Đúng rồi, Tiểu Thanh cũng kêu anh đi, sao còn ở đây? Không lẽ muốn dự tiệc cưới của chúng tôi à?
Dung Tử Dạ, người có biết không, trong đời của người sẽ không còn cơ hội để gặp Tiểu Thanh nữa đâu. Được rồi, được rồi. Tân Lan à, chúc mừng cho hai vị trăm năm bạc đầu yêu nhau mãi mãi nha. Tiểu Thân, hôm nay thành hôn của tôi, các vị có thấy mừng không? Mừng lắm! Mừng thì uống nhiều chút nha. Uống đến nằm luôn mới được nha, biết không? Chúng tôi thì uống say thì được, nhưng mà bảo chủ được uống say nha. Đêm xuân đáng ngàn vàng đó mà, đúng không hả? À, bảo chủ à, đêm nay vui như vậy à, sao không thấy xích hổ và hát báo hai vị sư huynh vậy? Không có chuyện gấp phải làm đó mà. Nè, càng ly. Như vậy á, chúng ta càng ly, càng ly. Uống đi, uống cái này, uống vui đi mà, uống say đi mà, uống đi. Uống đi mà, uống nhiều chút. Sư hậu hắc báo, hai người muốn gì à? Bảo chủ sợ người mệt, kêu chúng tôi tới đường một chặng đường. Sao không thấy hắn gì? Hắn đi đâu rồi? Chúng ta chia nhau đi. Mà đi. Ra bên kia được không? Kìa kìa. Lên, lên, lên. Các người ra ngoài đi. Dạ. Chúc mừng chú rể, chúc mừng chú rể, chúc mừng hai vị trăm năm bạc đầu. Cảm ơn chú rể, cảm ơn chú rể. Tiểu Thanh, cần nhìn phải mắc cỡ nữa. Chúng ta đã là vợ chồng rồi. Nè, uống rượu mừng đi em. Cầm đi. Cô tưởng hành thích tôi dễ lắm sao? Tôi đã biết trước rồi, cô đâu phải thật lòng với tôi. Tôi chỉ vì anh Dân thôi. Hơn nữa tôi đã đạt được mục đích rồi. Anh giết chết tôi cũng không có gả cho anh đâu. Tôi không giết cô đâu. Cô muốn đi xuống âm phủ gặp mặt má và anh Dân của cô hả? Nhưng mà tôi không cho cô làm vậy đâu. Anh giết chết anh Dân, anh không giữ lời hứa. Anh thiệt là bỉ ổi. Tôi không giữ được. Muốn tôi giết cô, tôi tuyệt đối không làm vậy. Tiểu Thanh, có trời không lại tôi đâu. Dung Tử Dật, con ngươi còn chạy đi đâu được nữa?
Dạ. Bấm bảo chủ, chúng tôi đã ép Dương Tử Dân nhảy xuống vực sau tự tử. Lần này nó chắc định tan xương nát thịt. Tốt, làm rất khá. Nào, chúng ta cạn ly. Cạn. Rượu ngon, rượu ngon. Tiểu Thanh thiên mượn. Tôi không dám. Nói hai vị đó là hổ pháp của Đào Nguyên Bảo, quyền cao chức trọng. Tôi là cái gì chứ, đâu có đáng cho hai vị xưng hô với tôi như vậy. Tiểu Thanh sư muội, em đừng có nói như vậy. Uổng cho dượng tôi lúc còn sống tốt với hai vị như vậy. Nay ổng bị giết chết, hai người làm ra chuyện có lỗi với ổng, hai người còn lương tâm hay không? Chúng tôi cũng vì bất đắc dĩ thôi. Bất đắc dĩ? Bất đắc dĩ thì cấu kết với Thanh Long với người vô tội hả? Nếu chúng tôi không làm như vậy, chúng tôi sẽ chết thôi. Vì bảo vệ Đào Nguyên Bảo, cho dù phải hy sinh cũng đáng vậy. Không lẽ chúng tôi chết rồi sẽ tiêu diệt được Thanh Long và bảo vệ được Đào Nguyên Bảo hay sao chứ? Đúng rồi, em cũng biết mà, võ công của chúng tôi làm sao bằng Thanh Long được. Cho nên ai người làm trái với lương tâm, giúp Thanh Long làm chuyện trời đất cũng không tha hả? Biết xuôi theo thời vận mới là anh hùng. Cô là đàn bà, cô biết cái gì chứ? Biết xuôi theo thời mới là anh hùng hả? Hôm nay tôi mới biết rõ được bộ mặt thiệt của hai vị. Tôi đã học được rất nhiều. Nhưng mà vậy, nếu hai vị còn chút lương tri, tôi mong hai vị làm cho tôi một chuyện. Là chuyện gì? Bây giờ Thanh Long hạn chế hành động của tôi không thể ra khỏi Đào Nguyên Bảo nửa bước. Tôi muốn nhờ hai vị mua giùm tôi một ít đồ. Cô muốn chúng tôi mua giùm thứ gì? Tôi muốn mua một chút nhang đèn và làm một cái linh vị cho anh Dân. Em làm gì vậy? Bộ anh đã quên, đêm nay là hồn của anh Dân về đây sao? Em để linh vị của nó ở đây cũng nó à? Ảnh là anh Dân của tôi, tôi cúng ảnh không được sao? Tôi nói không được là không được. Tôi biết là anh hại chết anh Dân đó mà. Anh thấy có lỗi trong lòng, cho nên anh sợ anh Dân đó về để trả thù anh đó hả? Im miệng đi. Thành Long, anh Dân là sư đệ của anh, anh nên đứng trước linh vị của ảnh lại mấy cái mới đúng chứ. Nhưng mà vậy, cho dù anh có lại bao nhiêu lần cũng không thể rửa sạch tội hạnh của anh đâu. Anh muốn làm gì vậy? Anh không chịu cúng thì thôi, tại sao đập bãi đồ hết vậy? Tiểu Thành, em cố ý chống chọi với anh à? Tôi không có, tôi chỉ làm trò bổn phận của em gái thôi. Anh nói là tại vì em còn tưởng nhớ Dung Tử Dân mà thôi. Phải, tôi còn tưởng nhớ anh Dân. Vậy thì sao chứ? Em không được với nó. Chuyện này mắc mớ gì anh chứ? Em là vợ của anh, vậy thì mắc mớ với anh. Thành Long, tôi nói cho anh biết, cho dù anh lấy được người tôi, anh sẽ không lấy được trái tim của tôi đâu. Đi tiện. Anh muốn làm gì? Nếu tôi chỉ lấy được người của cô, chắc cô cũng biết tôi muốn làm gì rồi. Đồ lưu manh. Tôi lưu manh? Chúng ta là hai vợ chồng đó, chuyện này là thiên kinh địa nghĩa, có gì là hạ lưu chứ. Anh đừng có hòng. Dừng tay. Đánh tôi à? Phải, tôi đánh anh thì sao chứ? Không có ăn uống rồi, tiếp tục như vậy không được đâu. Tiểu Thơ ăn đi. Tôi không có gì. Tôi phải chừa mạng của tôi lại, trả thù cho Dượng và anh Dân của tôi. Tiểu Thơ cô, tôi sẽ ráng chờ coi Thanh Long nó làm ác cho đến lúc nào.
Thì ra võ công của người chỉ là dùng để chạy trốn thôi, đâu có phải là anh hùng. Sao hả? Nói tóm lại cái đánh ta không được. Đánh không được thì sao? Còn như người thua. Ta thua? Ê, tại sao nói ta thua hả? Người trốn tất nhiên là người thua rồi. Ây da, đánh nhau tất nhiên là phải tránh né mà. Người thử coi đứng một chỗ à, cho ta đánh mấy cái đi. Ta không chịu thua đâu. Ngươi lại không chịu thua à? Chúng ta đã đánh nhau hết hai mươi mấy năm rồi, vẫn chưa phòng thắng bại. Ngươi lại không chịu thua, bây giờ làm sao đây? Vậy thì dễ thôi, trừ khi ngươi nhận thua đi. Vậy đâu có được, ta đâu có thua. Vậy tiếp tục đánh đi. Vậy đánh cho tới chết cũng không có kết quả đâu. Không được à, chúng ta nói trước rồi, nhất định phải phân thắng bại à. Vậy làm sao đây? Ê, ta có cách này. Hay là hai chúng ta mỗi người kiếm một đệ tử và dạy võ cho nó. Chừng đó cho dù chúng ta chết rồi, chúng nó tiếp tục đánh nhau nữa mà. Ngươi nói cũng đúng mà. Nhưng mà ở đây là núi rừng hoang vắng, đi đâu kiếm đệ tử chứ? Ngươi sợ hả? Vậy là ngươi thua rồi đó. Ngươi đừng có hỏng, ta nhất định phải kiếm được đệ tử. Võ công của hai ông đều lợi hại, nếu có thể bái hai ông làm sư phụ, học hết võ công của hai ông, lúc đó mình mới có thể đủ sức quyết chiến với tên cẩu tặc. Tiền bối, hiểu lầm rồi. Dạng bối nghe được đại danh của tiền bối từ lâu, cho nên tới đây bái sư học võ. Xin tiền bối nhận dạng bối làm đệ tử đi. Nghe đại danh của ta từ lâu. Tên ta là gì? Ta sống ẩn danh hồ 30 năm rồi, ngươi miệng còn hôi sữa làm sao biết được tên của ta hả? Nói lát cũng phải suy nghĩ trước sao mới nói chứ. Tiền bối quả nhiên là thần cơ diệu tính. Dạng bối thật là khâm phục, khâm phục. Còn phải nói, nói cái này thôi để đủ cho ngươi học rồi đó. Tiền bối, tôi hứa sẽ cố gắng theo tiền bối học võ đó. Bái kiến sư phụ. Ta nói ta nhận ngươi làm đệ tử hồi nào vậy? Tiền bối, tiền bối hứa với tôi đi. Tiền bối. Thôi đi, ta cũng có ý định nhận đệ tử. Ta nhận ngươi thôi. Bái kiến sư phụ.
không? Đệ tử, đệ tử à, đệ tử, đệ tử à, đệ tử. Đây là núi Hoàng, đi đâu kiếm đệ tử chứ? Cảnh ở đây đẹp thiệt. Chào tiểu huynh nè. Chào chào chào. Người muốn học võ công không? Học võ? Học võ phải dùng để chém giết hoài đâu có tốt. Không phải đâu, học võ vui lắm. Vui lắm? Vui sao hả? Người học thử người sẽ biết thôi. Ta nhớ tôi kỹ võ công cho người nha. Ông dạy tôi võ công? Ê, võ công của ông giỏi không đó? Dĩ nhiên là giỏi rồi. Tự ông nói thôi, tôi đâu có biết thiệt hay là giả chứ. Người không tin à? Nè, ta chở dạy chiêu cho người coi nhà. Sao cũng được. Quên đệ, sao hả? Có được không? Chỉ là tầm thường thôi. Tầm thường thôi. Tầm thường cũng được mà. Người theo ta học đi. Theo ta học đi. Làm đệ tử của ta chịu không? Vậy à? Theo ta đi, theo ta học đi. Theo ta học đi, ta cầu ngươi. Ta cầu ngươi, ta cầu ngươi. Theo ta đi. À, được rồi. Thấy ông có thành ý như vậy, tôi kêu đại ông làm sư phụ đó. Cảm ơn đệ tử, cảm ơn đệ tử. Từ nay buổi sáng theo sư phụ này học võ, buổi chiều theo sư phụ kia học võ. Vậy thì đâu có ai biết nữa. Thưa cha, cha con học được võ công rồi, mối thù của cha sẽ có người chặn. Chào sư phụ. Cũng đến đúng giờ lắm chứ. À sư phụ à, bắt đầu tập võ được chưa? Được rồi, hôm nay sư phụ dạy con về căn bản nhập môn của võ học. Đây là khinh công. Dạ sư phụ. Qua bên kia. Sư phụ. Đứng dậy. Sư phụ. Sư phụ, cái này gọi là khinh công đó. Đại tử, con tới rồi hả? Xin lỗi nha, con tới chạy một chút thôi. Không sao, không sao. Bây giờ bắt đầu nha con. Dạ. Mình qua bên kia. Đây mới làm. Con nữa, đợi ý nha. Đại tử con, đại khái là gì? Coi chừng nha. Sao hả sư phụ? Còn rất có tương lai đó. Làm gì vậy? Đi ăn cắp mới về hả? Tôi vui như vậy hả? Liệu được vàng hả? Còn hơn là luôn được vàng nữa đó. Ngươi có biết không,
ta đã nhận được một đệ tử rồi, chịu nào nó cũng tới để theo ta học võ hết. Ê, dạ, ta còn tưởng là chuyện gì nữa chứ. Ta cũng nhận được một đệ tử đó. Đệ tử của ngươi làm sao bằng đệ tử của ta được chứ. Nó đúng là một nhân tài, xương cốt rất tốt, là một nhân tài tập võ đó. Lần này chắc là ngươi thua chắc rồi. Đệ tử của ta cũng cao lớn oai phong, anh dũng hơn người. Ê, thì không đã, ngươi có nói thêm không đã chứ. Ngươi mới nói thêm thôi. Ồ, ngươi không tin lời ta. Được, để ta cho ngươi coi đệ tử của ta. Coi qua rồi ngươi mới chịu tin. Ê, ta cũng cho ngươi coi thử đệ tử của tao nghe. Được, coi thử đệ tử của ngươi giỏi làm sao. Sư phụ. Đệ tử. Ê, ngươi kêu nó là cái gì hả? Đệ tử của ta đó. Còn ngươi? Đệ tử ta đó. Hả? Ồ. Sư phụ, hay là sư phụ bố mẹ. Ai là sư phụ của ngươi? Thằng nhóc này làm rắn hai đầu. Đúng rồi đó, ta cứ tưởng là kiếm được một đệ tử tốt rồi, nó hại ta năn nỉ nó hoài, thì ra nó có ý đó trêu chọc ta đâu. Chúng ta nói mỗi người dạy một đệ tử, sau này cho nó đánh nhau. Bây giờ phải làm sao đây hả? Không lẽ nó tự đánh lại nó à? Đâu nó hả? Hai vị sư phụ, thật ra con làm vậy con có nỗi khổ riêng. Hai người có nỗi khổ gì? Con có kẻ thù giết cha, chờ con đi trả đó. Nhưng mà kẻ thù của con võ công rất là lợi hại, con không phải là đối thủ của họ, cho nên con mới nóng lòng bái sư học võ như vậy, vì con muốn trả thù đó mà. Ồ, vậy thì ngươi học hết võ công của hai người chúng tôi sao? Học một người cũng được sao? Thật ra hai vị võ công đều cao cường, con biết nên chọn ai là hơn, cho nên mới quyết định học hết. Thằng ngu, võ công của ta cao như vậy tất nhiên phải tiểu ta học rồi. Ê, đừng có nghe nó nói nha. Thứ của nó đâu phải là võ công, võ của sư phụ mới là võ công này, ra tay lanh lẹ. Thưa sư phụ học đi. Hả? Hai vị một lát có được không hả? Anh mà. Hai vị chỉ là muốn thử coi ai hay hơn ai chứ gì. Đúng không? Vậy thì dễ thôi. Hai vị cùng dạy võ cho con. Nếu ai dạy hay hơn thì có thể chứng minh võ người đó hay hơn rồi. Cần gì phải nói nữa, võ công của ta cao hơn, tất nhiên là dạy hay hơn rồi. Ta hay hơn. Ta hay hơn người. Ta hay hơn người. Đi ra ta học, đi nhanh lên. Hai vị sư phụ đừng có giận mà. Hai vị sư phụ đừng có giận mà. Ê sư phụ. Ai dạ, người là ăn gian nữa. Được, vậy tôi cho ngươi dạy trước đó. À, thầy này, thầy sư phụ. Đó, lại dùng cái chiêu đó nữa. Sư phụ. Nè, muốn học thứ này không hả? À, muốn chứ. Muốn hả? Dễ dàng thôi. Luyện cái này thì được rồi. Thử đi. Sư phụ à, sao con ở đây vậy? Ta đã làm được trích luyện ma trảo lớp thứ 9. Chờ ta tập được lớp thứ 10, ta sẽ là vô địch thiên hạ. Bẩm bảo chủ. Chuyện gì? Chúng tôi bắt được một số đệ tử, họ có ý đồ phản bội lại đầu Nguyên Bảo. Xin hỏi bảo chủ làm sao xử phạt họ? Ừ? Dạy người, dạy hết họ tới núi đằng sau. Chờ lệnh của ta, nghe rõ chưa? Dạ. Mở lên, nhanh lên, nhanh lên. Mở lên, mở lên. Nhanh lên, nhanh lên nghe chưa? Nhanh lên, nhanh lên. Đi nhanh lên. Ây da. Mở lên. Nhanh lên đi ạ. Nhanh lên. Đi nhanh lên. Mở lên. Chậm như vua. Đi nhanh lên. Nhanh lên. Cũng bắt được phản đồ nào đều phải sư tử. Bắt lại.
Đào Nguyên Bảo từ ngày Thanh Long lên kế nhiệm, việc làm của hắn ai ai cũng giận. Bây giờ còn tàn sát vô tội nữa, làm cho dân chúng hoang mang, ai ai cũng sợ hết. Lôi Bảo chủ, trong số các thành căn bảo, ngoài Đào Nguyên Bảo ra, thế lực của Tinh Lịch Bảo là mạnh nhất. Nếu Lôi Bảo chủ không ra tay, đâu còn ai chống lại được Thanh Long nữa. Ê, các vị yên tâm, trừ má diệt yêu là phận sự của người thuộc chánh phái chúng ta. Hơn nữa, tôi cũng muốn biết người Thanh Long như thế nào. Lôi Bảo chủ, nếu anh nói như vậy, chúng ta đều thấy yên tâm rồi. Nhưng mà xin hỏi Lôi Bảo chủ, có cách gì để đối phó tên ma đầu Thanh Long kia hả? Không cần bao lâu nữa, sẽ là ngày tranh đoạt chức minh chủ võ lâm. Tới lúc đó, tôi định triệu tập trưởng môn của các môn phái lại tranh đoạt chức trong võ lâm. Cố ý làm cho Thanh Long hắn còn. Được, vậy chúng ta đồng tâm hiệp lực tiêu diệt tên đại ma đầu Thanh Long. Đúng vậy, đúng vậy. Cảm ơn các vị ủng hộ. Bây giờ quan trọng nhất là ngăn cản Thanh Long tàn sát vô tội. Anh muốn đi đâu? Tại sao đột nhiên là biết quan tâm anh vậy? Tôi nghe đệ tử trong bang nói lúc này anh thích đi săn lắm hả? Đúng vậy, đi săn đâu có gì lạ. Nhưng mà anh dùng người đi làm thú săn đó. Đúng đó, nhưng mà vậy cũng đâu có gì chứ. Anh còn nói như vậy nữa hả? Anh chẳng những tàn sát người trong võ lâm, bá tánh vô tội anh cũng không tha cho họ. Đấy là chuyện của tôi, cô đừng xen vào. Liên quan tới danh tiếng của Đào Nguyên Bảo, tôi sẽ xen vào. Từ ngày anh lên nắm Đào Nguyên Bảo, danh tiếng càng ngày càng suy sụp. Bây giờ đã có nhiều người nói, không lẽ anh làm Đào Nguyên Bảo muốn đợi điều mang tiếng xấu hả? Cô yên tâm đi, cho tôi tập được sức luyện ma trảo lớp thứ 10, lúc đó nếu có ai dám nói xấu nửa tiếng Đào Nguyên Bảo chúng ta, tôi sẽ bắt nó ngũ mã phân thây. Anh nói thật cho cô biết, tôi dùng người làm thú săn là muốn tập thử ma trảo này của tôi đó. Anh thiệt là tàn nhẫn. Nay công lực của tôi đã rất có tiến bộ, tập được lớp thứ 10 chỉ là chuyện nay mai mà thôi. Tới chừng đó tôi sẽ là quay trấn võ lâm, là minh chủ võ lâm. Thanh Long, anh cứ tiếp tục như vậy sẽ có người hạ được anh đó. Các ngươi là ai? Chúng tôi là tứ đại hộ pháp của Tinh Lịch Bảo. Toàn ra bảo chủ của người cũng phải nghe lệnh Đào Nguyên bảo chủ của chúng tôi. Các ngươi dám xen vào chuyện chúng tôi hả? Các ngươi làm sát vô tội, ai ai cũng có quyền xen vào. Lên! Sao vậy hả anh bạn này? Tại sao anh phải tự tử vậy hả? Anh gì để tiền bạc hay là đàn bà hả? Hai gì? Tôi không phải tự tử, tôi bị người của Đào Nguyên Bảo đánh xuống đây. Đào Nguyên Bảo? Tại sao họ đánh anh xuống đây vậy? Đào Nguyên Bảo chủ Thanh Long hắn bắt lão bá tánh về cho hắn tập võ, chúng tôi thấy tức quá cho nên ra tay ngăn cản hắn. Ai ngờ bị hắn đánh rớt xuống vực sâu, may là được anh hùng này cứu giúp. Nếu không thì chắc tôi đã bị tan xương nát thịt rồi. Thiệt là bực mình, Thanh Long nó hại tôi còn chưa đủ, bây giờ còn hại lão bá tánh nữa. Tôi sẽ chém nó thành ngàn khúc. Hai vị sư phụ, xin cho phép đệ tử xuống núi kiếm Thanh Long kia đòi nợ. Võ công của con bây giờ so với lúc trước đã là một trời một vực rồi, bây giờ đi trả thù cũng đúng lúc rồi đó. Nhưng mà vậy, con đi thì đi, nhưng mà có rảnh thì về thăm hai vị sư phụ nha. Dạ sư phụ.神剑至高，必有着笑傲，潜伏血路谁知道？忠义盖于战袍，从来目光剑锋冷酷，热血丹心岂怕绝路？谁辨正邪难知道？心内百般煎熬，从来亦有藏着笑刀。
在自若天高。神剑至高，休作笑傲，潜伏血路谁知道？忠义盖于战袍，从来目光剑锋。